Đại sứ Indonesia tại Bỉ tái khẳng định lập trường của nước ông rằng bản đồ đường lưỡi bò là bất hợp pháp. Về cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa và vùng biển trong phạm vi đường 9 đoạn mà Trung Quốc khẳng định họ có chủ quyền, Đại sứ Indonesia tại Bruxelles Arif Havas Oe Goseno vừa phổ biến một bài viết trình bày quan điểm của ông trên tờ The Jakarta Post số ra ngày 9 tháng 4. Ông nói việc một số nhà phân tích trong khu vực đề nghị Indonesia nên từ bỏ vai trò trung gian điều giải và thừa nhận nước này là một trong các nước đòi chủ quyền trong vùng biển tranh chấp là một chuyện nực cười đứng từ quan điểm luật pháp quốc tế. Ông khẳng định là từ khi giành được độc lập cho tới nay, Indonesia chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đòi chủ quyền của bất cứ hòn đảo hay bãi cạn nào trong biển Nam Trung Hoa, kể cả Trường Sa. Ông tuyên bố Indonesia tái khẳng định lập trường do Bộ trưởng Ngoại giao Marty Natalegawa đưa ra, bác bỏ tính hợp pháp của bản đồ hình lưỡi bò, tức là đường 9 đoạn, vì cho rằng tấm bản đồ này không có cơ sở dựa trên Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Ông nói sự hiện diện của tấm bản đồ, một bản đồ mà ông cho là không đầy đủ, không chính xác và không phù hợp với luật pháp, sẽ không thể buộc Indonesia từ bỏ nỗ lực nhằm tạo dựng niềm tin giữa các bên tranh chấp hoặc làm cho Indonesia mất tự tin vào lập trường chính đáng của mình về cuộc tranh chấp tại biển Nam Trung Hoa.